Kính chào ông bà, cô bác, các chú anh chị, cậu dì, các bạn nha. Hôm nay mình ăn mắm dứa. Tình chua nó đi rồi. Mà các bạn ăn cơm mình ha. Con muốn được cái này. Qua ăn cơm nha. Qua nha. Bảo bạn ha. Như cái này trái ngọc chiên. Muối này ngon. Muối ngon. Cái con cá nục này nè, luôn bữa nào tôi mua cá bự, kho kho nước dừa tơi, thăm cũng phải chiên nữa. Tôi kho kiểu dương chiên gì? Kho chiên, không có cắt thành thành này chiên, bây giờ mình tròn bằng nóng dừa kho. Má lại dùng cá chai nha. Bạn mà ăn cho bác mình mua cá chai cũng cần cô nha.
nuôi nhau không, mình cái cách đây vậy nuôi nhau ăn thức ăn không vậy? Bây giờ nếu ngày mai không ăn thịt thì mãi chim bán đất cho con chịu không? Đúng rồi. Cái đất chắc chim ghê, chép nhỏ vậy. Đúng rồi. Đây là nát, đây là ăn thịt lụi. Mắm gấp. Come down.